Trong thời gian qua, công tác chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người cao tuổi luôn được chính quyền các cấp của huyện Long Thành đặc biệt quan tâm. Bên cạnh việc thăm hỏi, động viên và chăm lo đời sống của hội viên, các hoạt động văn hóa và nghệ cũng được tổ chức thường xuyên, giúp tạo động lực để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích và phát huy vai trò trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Trong tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024, Ban đại diện người cao tuổi huyện Long Thành đã tổ chức liên hoan văn hóa thể thao người cao tuổi với sự tham gia của hơn 300 hội viên đến từ 14 xã thị trấn. Các tiết mục văn nghệ tại liên hoan được đầu tư công phu có tính nghệ thuật cao với nhiều thể loại khác nhau, qua đó cho thấy sự tâm huyết của hội viên người cao tuổi trên địa bàn huyện với các hoạt động văn hóa và nghệ. Bên cạnh đó, các hội viên cũng tham gia thi đấu bi sắc với những màn tranh tài kịch tính và quyết liệt, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong hội viên người cao tuổi. Như vậy là hàng năm mà Ủy ban Nhân dân và người cao tuổi huyện Long Thành tổ chức cái chương trình liên hoan văn nghệ thể thao, chúng tôi rất phấn khởi. Bởi vì đây cũng là những dịp để chúng ta tiếp tục tri ân, đồng thời tạo mọi điều kiện cuộc sống cho người cao tuổi. Đây là một lợi ích cho người cao tuổi nói riêng, cho toàn xã hội chúng ta nói chung. Chúng tôi nghĩ rằng nếu tổ chức được như thế này và có những cái hoạt động khác nữa thì tạo điều kiện cuộc sống của người cao tuổi, cảm thấy chúng tôi phấn khởi lắm. Trong những năm qua, bên cạnh các hoạt động thăm hỏi, động viên và tặng quà, huyện Long Thành còn đặc biệt quan tâm đến việc chăm lo cho đời sống tinh thần của người cao tuổi. Tính đến nay, trên địa bàn huyện Long Thành có 75 câu lạc bộ văn nghệ thể thao dành cho người cao tuổi với hơn 3.000 hội viên tham gia. Các hội thi, hội diễn được tổ chức thường xuyên, giúp người cao tuổi có dịp được giao lưu, chia sẻ, tạo không khí thi đua sôi nổi và tiếp thêm động lực để người cao tuổi sống vui, sống khỏe và phát huy vai trò của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Thì thông qua những việc mà hội người cao tuổi xã Long An làm thì những cái chuyển biến tích cực là các cụ sống vui, sống khỏe, các cụ đã tích cực tham gia các hoạt động, ví dụ như vô các câu lạc bộ tùy theo lứa tuổi, thơ ca, rồi bóng bàn, bi sắt, rồi múa. Nói chung là tất cả những cái gì mà phù hợp với tuổi của các cụ thì các cụ sẽ tham gia và thấy chuyển biến rất nhiều và cũng giúp cho đời sống của các cụ vui vẻ hơn trong các hoạt động văn nghệ, văn hóa thể thao. Hàng năm như vậy thì có cái tháng 10 là tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, thì chúng tôi tổ chức nhiều các hoạt động để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và phát huy vai trò người cao tuổi. Ban đại diện hội người cao tuổi của huyện tổ chức hội thi văn nghệ thể thao cho người cao tuổi để tạo một cái sân chơi lành mạnh bổ ích cho hội viên hội người cao tuổi, và cũng nhằm cái mục đích đó là tạo cho người cao tuổi có cuộc sống sống vui, sống khỏe, sống có ích và phát huy cái vai trò người cao tuổi với các cái thế hệ con cháu. Trên địa bàn huyện Long Thành hiện có hơn 14.800 hội viên người cao tuổi đang sinh hoạt tại 14 hội cơ sở. Với sự quan tâm chăm lo của các cấp các ngành và xã hội, đời sống của người cao tuổi ngày càng được nâng cao. Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp người cao tuổi tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích, trở thành gương sáng để con cháu học tập và noi theo.